Bài thơ mang tựa đề Nếu là lần sau cuối của tác giả Phạm Hồng Danh, Lệ Thu trình bày. Nếu là lần sau cuối, em sẽ nói với anh những điều từ lâu giấu kín. Trên đời này không còn ai yêu anh như em đã yêu anh. Nếu là lần sau cuối, em sẽ cho anh những điều một đời em gìn giữ. Thể xác, linh hồn, nét trẻ trung của một thời con gái. Nếu là lần sau cuối, em sẽ mỉm cười dã từ tất cả hạnh phúc, niềm vui, nỗi luyến ái với cuộc đời nghiệt ngã này. Nếu là lần sau cuối, tôi chẳng nhận một điều gì vì tôi không xứng đáng. Tôi có mang đến cho em điều gì đâu ngoài nỗi khổ đau và những khát vọng cuồng điên của một đời người đầy rối rắm. Nếu là lần sau cuối, tôi xin dẹp tất cả những gì gọi là tự trọng để quỳ dưới chân em lặng im sám hối. Nếu là lần sau cuối, xin những nhục nhã ê chê cứ phủ xuống đời tôi nhát kiếm định mệnh, xin chém xuống thân tôi cho linh hồn tôi được đớn đau trong vĩnh cửu đời đời. Nếu là lần sau cuối, không, không bao giờ em là lần sau cuối trong tôi. Mãi mãi và mãi mãi em còn đó trong tôi.